Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với đầu tư SNK, và đây là video nằm trong chuỗi video phân tích cổ phiếu của tôi. Trong tuần vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều yêu cầu của quý nhà đầu tư, quý anh chị và các bạn yêu cầu phân tích cổ phiếu LTG. Và ngày hôm nay ở trong video này thì chúng tôi sẽ phân tích cổ phiếu LTG của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời được niêm yết trên sàn Upcom. Và đây cũng là cổ phiếu được nhận được sự quan tâm của thị trường ở trong thời gian vài tuần trở lại đây. Và chúng ta sẽ cùng xem là cổ phiếu LTG có những cái cơ hội, có những cái rủi ro gì và cổ phiếu LTG có xứng đáng để chúng ta đầu tư hay không. Cũng giống như những video phân tích các cổ phiếu trước thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái thông tin, những cái số liệu phân tích và góc nhìn nhận quan điểm của đầu tư SNK liên quan đến 5 nội dung chính sau đây. Đầu tiên đó là về tổng quan ngành cụ thể, ở đây đó là tổng quan ngành nông sản Việt Nam. Thứ hai đó là tổng quan về doanh nghiệp. Thứ ba đó là phân tích hoạt động kinh doanh. Thứ tư là phân tích tình hình tài chính. Và cuối cùng chúng tôi đưa ra luận điểm rủi ro đầu tư và định giá cổ phiếu. Phần 1, tổng quan ngành nông sản Việt Nam. Đặc điểm đầu tiên của ngành nông sản ở nước ta đó là lúa gạo và ngô chiếm tỷ trọng lớn. Việt Nam chúng ta là một đất nước nông nghiệp có nền văn minh lúa nước. Nông nghiệp đóng góp 15% GDP năm 2019 và có tới 40% lực lượng lao động của nước ta là đang làm việc trong ngành nông nghiệp. Lúa và ngô là hai loại cây nông nghiệp chủ lực của Việt Nam, chiếm hơn 60% diện tích đất nông nghiệp và đóng góp khoảng 50% tổng sản lượng nông sản của nước ta năm 2019. Và ở Việt Nam của chúng ta thì có hai vựa lúa chính, đó là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Đặc điểm thứ hai đó là hoạt động canh tác thì chịu ảnh hưởng rất là lớn từ yếu tố thời tiết và dịch bệnh. Và đây cũng chính là rủi ro tiềm ẩn, rủi ro cố hữu khi quý anh chị nào cân nhắc đầu tư vào ngành nông nghiệp. Năm 2019 thì hiện tượng El Nino đã gây ra khô hạn, nắng nóng đã tác động tiêu cực tới diện tích canh tác một số loại cây nông nghiệp chính của Việt Nam và làm giảm cái sản lượng của các mặt hàng nông sản. Riêng tại đồng bằng sông Cửu Long thì tính tới tháng 4 của năm 2020 có khoảng 68,8 nghìn hecta lúa và 16,2 nghìn hecta hoa màu đã bị hư hỏng không gieo trồng được hoặc là mất trắng do bị nhiễm mặn, và ước tính thiệt hại về kinh tế là khoảng 2.500 tỷ đồng. Thì đây chính là cái rủi ro, cái đặc điểm mà quý anh chị và các bạn cần lưu ý. Xuất khẩu nông sản tăng trưởng tích cực. Xuất khẩu nông sản ở Việt Nam đóng góp từ 5 đến 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Và giá trị xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam tăng trưởng trung bình ở mức là 7,02% giai đoạn 2010-2019. Và các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam gồm có rau củ quả, hạt điều, cà phê, gạo. Và trong đó thì giá trị xuất khẩu gạo chiếm tỷ trọng lớn nhất, từ 15 cho đến 20% tổng giá trị xuất khẩu nông sản. Xu hướng mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu gạo. Xuất khẩu gạo của nước ta hiện tại đang đứng thứ 3 trên thế giới sau Thái Lan và Ấn Độ. Theo Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan thì xuất khẩu nông sản Việt Nam trong giai đoạn 2016-2018 đang phụ thuộc rất là lớn vào thị trường Trung Quốc, khi trung bình từ 35 đến 40% tổng giá trị xuất khẩu nông sản là sang đất nước hàng xóm của chúng ta. Tuy nhiên thì từ năm 2018 thì xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp rất là nhiều khó khăn, khi mà Trung Quốc đã đưa vào một loạt những cái rào cản mới về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó là khó khăn giao thương đến từ dịch Covid-19 đã làm cái xuất khẩu nông sản của chúng ta gặp một cái bài toán rất khó, đó là đầu ra. Chúng ta buộc phải mở rộng thị trường xuất khẩu để hạn chế phụ thuộc vào Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ mở rộng ở những thị trường nào? Đầu tiên đó là khối ASEAN, khi ở đây có một quốc gia có cái sản lượng nhập khẩu gạo lớn nhất, nằm trong top đầu của thế giới, đó là Philippines. Cùng với đó là tận dụng được cái cơ hội từ hiệp định EVFTA và CPTPP để mở rộng sang các cái nước thuộc khối EU, châu Âu. Và cùng với đó là mở rộng một cái thị trường vô cùng màu mỡ về xuất khẩu gạo, đó là thị trường châu Phi. Và hiện tại chúng ta đang xuất khẩu gạo rất là lớn sang thị trường của Ghana. Xuất khẩu gạo kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt khoảng 1,3% một năm giai đoạn 2020-2029 do cái nhu cầu về gạo trên thế giới đang gia tăng rất là mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu như anh chị nào, bạn nào chịu khó theo dõi những cái thông tin tin tức media hay là chịu khó theo dõi những cái bản tin thời sự, thì hiện tại ở Trung Quốc thì cái nhu cầu tích trữ lương thực và sử dụng lương thực của người dân đang gia tăng rất là mạnh. Trong hai quý đầu năm vừa rồi thì lạm phát về giá cả lương thực ở Trung Quốc đã tăng tới 18%. Và không chỉ ở Trung Quốc, rất nhiều nước trên thế giới như là châu Mỹ hay là châu Âu thì đều gặp những cái vấn đề rất là lớn trong cái câu chuyện là thiếu hụt về nông sản, thiếu hụt về lương thực thực phẩm. Thì đây là một cái điểm cộng rất là lớn đối với ngành nông sản nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung của chúng ta.
Nâng cao chất lượng nông sản và đáp ứng nhu cầu tương lai thì đây chính là cái xu hướng phát triển chung không chỉ nông nghiệp Việt Nam mà còn nông nghiệp trên toàn thế giới. Khi mà kinh tế phát triển, người dân có được cái mức thu nhập tốt hơn thì chúng ta sẽ hướng đến những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe và an toàn cho sức khỏe của chúng ta hơn, chuyển hướng sang các cái mặt hàng có thương hiệu, nhãn mác, bao bì đảm bảo vệ sinh, chất lượng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cùng với đó là phát triển những cái sản phẩm mới có lợi cho sức khỏe như là các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm sinh học. Đó là ngành nông sản của nước ta. Vậy thì chúng ta bây giờ sẽ cùng đến với câu chuyện riêng của cổ phiếu LTG, tập đoàn Lộc Trời. Đầu tiên cùng đến với tổng quan của doanh nghiệp. Cổ phiếu LTG đóng cửa ở ngày 22 tháng 5 năm 2020 ở mức giá là 18.600 đồng, với mức P/E đâu đó theo tính toán của trên trang Cà Phê F là khoảng 4.52, và giá trị sổ sách của cổ phiếu này là 32.200 đồng, tức là cái thị giá của cổ phiếu này đang bằng 1/2 so với giá trị sổ sách. Và thực tế thì trong vòng 3 năm trở lại đây, cổ phiếu này đang nằm trong một downtrend giảm giá rất là dài, và gần đây thì mới có sự biến động tích cực lên thôi. Về lịch sử hình thành của LTG thì tiền thân là công ty bảo vệ thực vật An Giang, thành lập từ năm 1993, và đây là một thương hiệu rất là lớn đối với ngành hàng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, và mới chỉ gia nhập thêm ngành gạo và ngành giống cây trồng từ năm 2010. Về cơ cấu cổ đông thì chúng tôi đánh giá đây là một cơ cấu cổ đông tốt, khi chủ tịch Huỳnh Văn Thòn của LTG nắm tới 2,5% số lượng cổ phiếu, cùng với đó là một loạt những thành viên ban lãnh đạo của doanh nghiệp nắm cổ phiếu. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nắm 19%, các quỹ đầu tư nắm 30,2%, và các cổ đông khác là cổ đông nhỏ lẻ của chúng ta nắm khoảng từ 45 cho đến 48%. Phân tích hoạt động kinh doanh của LTG. Như chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi với quý anh chị và các bạn trong các video về phân tích cổ phiếu, để nắm giữ được cổ phiếu, để đầu tư được cổ phiếu trong dài hạn thì chúng ta cần phải hiểu doanh nghiệp. Để hiểu được doanh nghiệp thì chúng ta cần phải hiểu chuỗi giá trị kinh doanh của doanh nghiệp, tức là hiểu cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, và hiểu là doanh nghiệp của chúng ta làm ra doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông từ những nguồn nào. Thì đây chính là chuỗi giá trị kinh doanh của LTG. LTG gồm có 3 cái hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm theo 3 mặt hàng chính, đó là thuốc bảo vệ thực vật, đó là giống cây trồng và sản xuất gạo. Chi tiết thì quý anh chị và các bạn có thể xem trên slide chúng tôi đang để ở đây. Về cơ cấu doanh thu và cơ cấu lợi nhuận gộp theo mảng kinh doanh của LTG, theo 3 mảng là thuốc bảo vệ thực vật, gạo và giống. Mảng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là cấu phần quan trọng nhất trong doanh thu và lợi nhuận của LTG. Năm 2019 thì doanh thu thuần của LTG đạt 8.309,6 tỷ đồng, tăng trưởng âm 8,2%. Lợi nhuận gộp đạt 1.701,1 tỷ đồng, tăng trưởng âm 13%. Trong đó thì mảng thuốc bảo vệ thực vật đóng góp 58% cơ cấu doanh thu và có tới 84% cơ cấu lợi nhuận gộp của LTG trong năm 2019. Và đây cũng là mảng kinh doanh mà có tỷ suất lợi nhuận cao nhất và ổn định nhất của doanh nghiệp này. Mảng kinh doanh gạo có doanh thu cao thứ hai, chiếm khoảng 20% cơ cấu doanh thu của LTG. Tuy nhiên thì mảng gạo lại đóng góp khá khiêm tốn trong cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp, trung bình là khoảng 5% cơ cấu lợi nhuận gộp giai đoạn từ 2015 cho đến 2019. Các mảng kinh doanh khác của LTG là sản xuất và thương mại giống cây trồng, sản xuất bao bì, xây dựng thì chỉ đóng góp khoảng 10% vào cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Do tính thời vụ của sản xuất nông nghiệp, doanh thu của LTG thì thường tập trung vào quý 2 và quý 4 hàng năm theo cái mùa vụ sản xuất của bà con đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta cũng đến với mảng sản phẩm đầu tiên, đó là mảng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là tổng quan về năng lực sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật niêm yết. Thì chúng ta thấy được rằng là LTG có một cái năng lực sản xuất, có cái năng lực thiết kế và có cái tổng doanh thu lớn nhất trong các doanh nghiệp về thuốc bảo vệ thực vật niêm yết ở trên sàn. Hiện nay cả nước có khoảng 200 doanh nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật với hơn 30.000 đại lý thương mại và phân phối thuốc. Do năng lực sản xuất hóa chất tại Việt Nam còn yếu nên là các cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ở nước ta thì chủ yếu đến từ ở nước ngoài, ví dụ như là Thụy Sĩ và Đức. Các doanh nghiệp nội địa, trong đó có LTG thì dẫn đầu về thị phần, chiếm 20% thị phần thuốc bảo vệ thực vật cả nước. Và doanh thu của năm 2019 đến từ thuốc bảo vệ thực vật là 4.800 tỷ. Mảng thuốc bảo vệ thực vật cũng là mảng có tỷ suất lợi nhuận cao nhất của LTG. Đây chính là cái mảng được chúng tôi coi là con bò tiền của LTG trong quá khứ cũng như là trong tương lai. Trong năm 2019 thì tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình của mảng thuốc bảo vệ thực vật đối với các doanh nghiệp niêm yết là 25,6%. Đối với LTG thì doanh nghiệp này có một cái biên lợi nhuận gộp cao hơn trong cái mảng thuốc bảo vệ thực vật, khi dao động từ mức xấp xỉ 30 đến hơn 30%. Thì chủ yếu là do LTG có cái lợi thế cạnh tranh theo quy mô rất là lớn và lợi thế thương hiệu lâu đời.
Đặc điểm tiếp theo của nhóm sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đó là nguyên vật liệu nhập khẩu chiếm hơn 80% chi phí sản xuất thuốc bảo vệ thực vật của LTG. Và LTG hiện tại đang là doanh nghiệp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật lớn thứ 5 tại thị trường Việt Nam. Giá trị nhập khẩu đạt khoảng 33,6 triệu USD và hiện tại đang tăng trưởng âm 27% so với cùng kỳ. Cái tăng trưởng âm đó đến từ đâu? Đến từ tốc độ tăng trưởng thuốc bảo vệ thực vật giảm dần và xu hướng phát triển của các sản phẩm hữu cơ sinh học. Thì như chúng tôi vừa trình bày về xu hướng phát triển của ngành nông sản nói riêng cũng như là ngành nông nghiệp nói chung ở phần tổng quan ngành, thì chúng ta đều cảm nhận rõ, rất rõ ở trong cái cuộc sống thường ngày của chúng ta. Hiện tại thì chúng ta đang hướng đến những cái sản phẩm sạch, những cái sản phẩm hữu cơ, những cái sản phẩm không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, những cái sản phẩm mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn về sức khỏe khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đó. Và đó cũng chính là cái xu hướng phát triển trong tương lai của nông nghiệp Việt Nam và của nông nghiệp thế giới. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại và sạch. Thì đây cũng chính là một cái điểm trừ đối với cái mảng thuốc bảo vệ thực vật của LTG. Trên thực tế thì Việt Nam của chúng ta là nước có cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trung bình trên cái sản lượng canh tác lớn nhất so với thế giới, ở mức đâu đó là 4,0 kg trên 1 hecta. Và cái thuốc bảo vệ thực vật ở nước ta thì vẫn có sự tăng trưởng tương đối. Giai đoạn 2011-2020 nó tăng trưởng tới khoảng 33% so với giai đoạn trước là 2001-2010. Thì về tương lai ngắn hạn nó vẫn là một cái con bò tiền cho LTG. Nhưng để nói về tương lai dài hạn thì đây sẽ là một mảng mà có tốc độ tăng trưởng âm. Và dần dần thì doanh nghiệp sẽ cần phải tính toán đến những bài toán khác để lấy được sự tăng trưởng cho doanh nghiệp. Thì chút nữa chúng ta sẽ cùng xem là doanh nghiệp thay đổi như thế nào và đưa ra cái đáp án cho bài toán này ra sao. Mảng tiếp theo là mảng giống cây trồng. LTG là doanh nghiệp giống nội địa lớn thứ 2 tại Việt Nam và mảng giống rau màu thì có tăng trưởng rất là khả quan. Trong số các doanh nghiệp nội địa chuyên nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng thì LTG đứng thứ 2 về quy mô với khoảng 11% thị phần sau tập đoàn Vinasit gồm có NSC và công ty con là SSC với 20% thị phần. Trong các cái sản phẩm giống của LTG thì chủ yếu là sản phẩm giống lúa với 95% cơ cấu sản phẩm, sau đó là giống ngô và giống rau màu khác. Và thực tế thì chúng ta nhìn vào biểu đồ này chúng ta cũng đã thấy được rằng là giống lúa và giống ngô ở trong của LTG trong năm 2019 đã có sự tăng trưởng âm khi mà yếu tố về thời tiết, yếu tố về hạn hán nó đã ảnh hưởng đến cái năng suất và cái nhu cầu gieo trồng của bà con. Nhưng cái phần tăng trưởng về giống rau và các loại hoa quả khác thì lại có sự tăng trưởng rất là tốt. Và nếu như chúng ta theo dõi thông tin về LTG và chúng ta theo dõi cái đại hội cổ đông vừa rồi thì ban lãnh đạo của doanh nghiệp cũng đã nói là doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh R&D. Đây là thế mạnh lớn nhất của doanh nghiệp về nông nghiệp tri thức, đẩy mạnh để nghiên cứu ra những cái giống lúa mới, những cái giống rau màu và hoa quả mới có cái năng suất tốt hơn để giảm phụ thuộc nhập khẩu từ nước ngoài. Thực tế cho thấy thì nguồn cung nội địa chỉ đáp ứng từ 30 đến 40% cái nhu cầu giống cây trồng trong nước. Cụ thể trong năm 2019 thì nhu cầu hạt giống lúa và ngô của nước ta ước tính đạt khoảng 923.000 tấn. Nguồn cung nội địa thì chỉ đáp ứng được khoảng 41%. Và rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái số liệu này, chúng ta đánh giá ngay được là cái dư địa tăng trưởng của cái mảng giống cây trồng của LTG vẫn còn rất là nhiều. Và nếu như doanh nghiệp đẩy mạnh R&D và nghiên cứu tốt thì đây sẽ là một cái mảng mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể kỳ vọng ở trong tương lai. Triển vọng sáng trong phát triển mảng giống cây trồng thì chúng tôi cũng vừa trình bày rồi. Đó là cái sự tăng trưởng về sản xuất gạo, sự tăng trưởng về sản xuất ngô trong tương lai tốt hơn, cái nhu cầu nó tốt hơn. Cùng với đó là các hoạt động R&D để nghiên cứu ra những cái sản phẩm có cái năng suất cao hơn và sạch hơn. Mảng thứ ba đó là mảng gạo lương thực. LTG sở hữu chuỗi giá trị lúa gạo bền vững. Và chúng tôi đánh giá đây là cái lợi thế cạnh tranh lớn nhất của LTG trong mảng gạo và trong cả cái chuỗi giá trị hoạt động kinh doanh của LTG. Nó là một cái chuỗi giá trị khép kín đối với ngành lúa gạo. Chúng tôi vẫn thường chia sẻ với quý anh chị và các bạn đó là hãy đi tìm những doanh nghiệp nào khép kín được chuỗi giá trị ngành. Những doanh nghiệp đó có lợi thế cạnh tranh bền vững và ổn định. Nó dẫn theo là những doanh nghiệp đó có được cái biên lợi nhuận gộp tốt hơn, có sự tăng trưởng ổn định và có một cái tương lai tươi sáng hơn so với những doanh nghiệp trong ngành. Ví dụ về doanh nghiệp có chuỗi giá trị khép kín như Hòa Phát chẳng hạn, họ có cái chuỗi giá trị khép kín về ngành thép và đó chính là lợi thế lớn nhất của họ. Và câu chuyện của LTG cũng tương tự như vậy. Doanh nghiệp đi từ giống, từ phân bón, từ thuốc bảo vệ thực vật đến câu chuyện là doanh nghiệp cung cấp kỹ sư nông nghiệp để hướng dẫn tham gia hoạt động canh tác cùng với người dân trên chính những cánh đồng mà LTG liên kết với người dân.
Sau đó khi đến mùa vụ thu hoạch thì LTG có nhà máy xay sát, đánh bóng gạo, đóng gói thương hiệu gạo dưới tên là hạt gạo Lộc Trời, Ngọc Trời, và LTG sẽ xuất khẩu cũng như là tiêu thụ trong nội địa. Thì đây gần như là một chu trình khép kín của LTG. LTG có năng lực sản xuất và kinh doanh gạo dẫn đầu. Nhìn vào bảng chúng tôi thống kê những cái doanh nghiệp niêm yết trong ngành sản xuất và kinh doanh gạo ở đây, thì chúng ta rõ ràng thấy được rằng là LTG có một lợi thế cạnh tranh rất là lớn. Mới gia nhập ngành gạo từ năm 2010, có 5 nhà máy xí nghiệp sản xuất gạo, năng lực sản xuất gạo là 1 triệu tấn trên 1 năm, cao nhất trong các doanh nghiệp niêm yết. Doanh thu gạo đạt 2.379 tỷ đồng trong năm 2019, đứng thứ 2 trong ngành. Thị trường năm 2019 xuất khẩu là 44% và nội địa là 56%. Và trong tương lai thì doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm gạo chất lượng cao, thì chút nữa chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau thêm. Về chuỗi giá trị của ngành lúa gạo thì chúng ta thấy luôn LTG cùng với NCS, hai doanh nghiệp gần như là lớn nhất, điển hình nhất trong ngành lúa gạo, đạt được chọn cái chuỗi quy trình từ sản xuất, phân phối giống cho đến câu chuyện thu hoạch và bán ra thị trường. Các sản phẩm gạo chính của LTG thì cũng có đủ, gồm có gạo trắng, gạo đặc sản, gạo hữu cơ, gạo mềm và gạo thực phẩm chức năng. LTG dẫn đầu thị phần gạo thương hiệu trong nước. Chúng ta cũng biết là cái xu hướng phát triển trong tương lai như chúng tôi vừa trình bày, đó là người dân sẽ tìm đến để tiêu thụ những cái sản phẩm gạo có cái chất lượng hơn, sạch hơn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và họ chấp nhận trả một mức giá cao hơn cho doanh nghiệp, cao hơn cho người dân để có thể sở hữu những cái sản phẩm gạo đó. Và xuất hiện cái nhu cầu như vậy thì đương nhiên nó sẽ có nguồn cung đi theo. Rất là nhiều doanh nghiệp lớn đã bước chân vào sản xuất gạo có thương hiệu, gạo sạch, gạo chất lượng cao. Mà chúng ta thấy nổi tiếng nhất có Vineco, có Vinafood và Vinasit, hay là thương hiệu gạo Bảo Minh, gạo Trung An. Cùng với đó là sự xuất hiện của thương hiệu Neptune đã vào cái phân khúc gạo thương hiệu của Việt Nam. LTG dẫn đầu thị trường trong vòng 5 năm trở lại đây. Thị phần năm 2019 của doanh nghiệp là 5,7%. Tuy nhiên thì nó đã giảm so với mức 7,5% thị phần gạo thương hiệu vào năm 2016, do cạnh tranh từ thị trường gạo thương hiệu rất là cao trong những năm gần đây, khi mà một loạt những cái thương hiệu đã vào thị trường như chúng tôi vừa phân tích. Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là một cái miếng đất, một cái miếng bánh rất là màu mỡ để cho các doanh nghiệp trong ngành phát triển và khai thác. Khi mà cái nhu cầu gạo thương hiệu, những cái nhu cầu gạo chất lượng của người dân tăng trưởng rất mạnh theo thời gian, và nó tăng trưởng nhanh hơn cái gạo truyền thống bình thường rất là nhiều. Và một yếu tố nữa cũng như chúng tôi vừa trình bày ở trên, đó là LTG có cái lợi thế về khép chọn chuỗi giá trị so với những cái doanh nghiệp khác trong ngành. Thì nếu như doanh nghiệp tận dụng được cơ hội, tận dụng được lợi thế này, thúc đẩy để phát triển cái ngành gạo thương hiệu, thì đây sẽ là một điểm sáng rất là lớn của LTG. Thì đây chính là định hướng của LTG, định hướng tập trung vào phát triển các sản phẩm gạo thương hiệu và gạo chất lượng cao. Thì nhìn vào biểu đồ doanh thu mảng gạo theo sản phẩm của LTG thì quý anh chị và các bạn có thể thấy là gạo cao cấp, gạo trung cấp đang được doanh nghiệp đẩy mạnh, tăng trưởng lần lượt là 17% và 126%. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng sẽ chuyển hướng sản xuất theo đơn đặt hàng, thay vì việc giải quyết được câu chuyện là được mùa mất giá, phải đi tìm khách hàng bao nhiêu năm qua của nông nghiệp Việt Nam, thì LTG hiện tại đang đẩy mạnh cái chính sách là sẽ sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. Cùng với đó là cái nguồn gạo cao cấp của LTG thì có thể bán giá cao hơn cái gạo không thương hiệu từ 70-80% trong năm 2019, thì nó dẫn đến là cái biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp nó cũng sẽ được cải thiện theo. Thì đây chính là cái tỷ suất biên lợi nhuận của mảng gạo của LTG. Và chúng ta rõ ràng, chúng ta nhìn vào đây chúng ta đánh giá luôn được là tỷ suất lợi nhuận mảng gạo chưa hấp dẫn khi giá gạo giảm mạnh. Thực tế là mặc dù chiếm trung bình trên 20% cơ cấu tổng tài sản của LTG, nhưng mảng gạo chỉ chiếm 10% vào cơ cấu lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, với mức tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình giai đoạn 2015-2019 đạt khoảng 6%. Năm 2019 thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm hơn 17%, đồng thời LTG gặp khó khăn trong tiêu thụ gạo sang thị trường Trung Quốc, dẫn đến là doanh nghiệp phải thanh lý gạo giá rẻ. Doanh thu xuất khẩu gạo 2019 của LTG đạt 1.129 tỷ, tăng trưởng âm 28%. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng gạo trong năm nay đạt 0,7%, mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây chính là khó khăn của LTG liên quan đến câu chuyện về mảng gạo. Và để tháo gỡ những cái này thì chúng tôi cũng đã vừa phân tích ở trên. Triển vọng tương lai tươi sáng cho ngành gạo khi giá gạo tăng. Thì về cái câu chuyện giá gạo tăng như thế nào, diễn biến ra sao, thì quý anh chị và các bạn có thể thấy rất rõ, chúng tôi đã nốt ở đây.
là giá gạo trung bình Việt Nam quý 1/2020 thì tăng khoảng 11%, và nó dẫn đến cái câu chuyện là doanh nghiệp sẽ được cải thiện biên lợi nhuận tương đối là tốt, và dự kiến thì trong tương lai giá gạo của chúng ta cũng như là giá gạo của thế giới sẽ tiếp tục tăng khi mà cái nhu cầu về lương thực, nhu cầu dự trữ nhu yếu phẩm do hậu dịch Covid nó sẽ làm cho cái cầu gạo của thế giới tăng lên. Cùng với đó là do dịch Covid thì chuỗi cung ứng toàn cầu, các cái đất nước sản xuất lúa gạo nhiều, ví dụ như là Thái Lan hay là Ấn Độ, thì đang gặp rất là nhiều khó khăn. Một điểm nữa mà chúng tôi đánh giá là rất rất quan trọng đối với cổ phiếu LTG, và nếu như anh chị nào, nếu như bạn nào quan tâm đến cổ phiếu này, đang định đầu tư vào doanh nghiệp này, thì hãy quan tâm đến câu chuyện đẩy mạnh tái cấu trúc của doanh nghiệp. Đầu tiên đó là việc doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống SAP ERP vào trong quản trị nguồn lực của mình. Đối với hệ thống SAP ERP thì quý anh chị nào, bạn nào theo dõi cổ phiếu PNG sau khi đã áp dụng ERP thì chúng ta sẽ thấy rất rõ cái câu chuyện hiệu quả của hệ thống ERP nó như thế nào đến các cái doanh nghiệp. Nó tiết giảm chi phí, nó nâng cao hiệu quả hoạt động và nó giúp cho doanh nghiệp có được một cái lợi thế rất là lớn so với các doanh nghiệp không áp dụng ERP. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố về con người. Khi mà LTG trong năm vừa rồi đã có được một vị CEO, một tổng giám đốc mới trẻ hơn, năng động hơn và có cảm nhận như là nhiều nhất hơn. Cùng với đó là trong đại hội cổ đông vừa rồi diễn ra thì là sự xuất hiện của một nhân vật rất quan trọng, đó là cựu phó thủ tướng Đức. Vừa rõ ràng là với tài năng, với những cái mối quan hệ, những cái khát khao, khát vọng của vị này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là với một cái người là chèo thuyền như vậy thì con thuyền của LTG có thể sẽ đi đến một cái tương lai tươi sáng hơn trong tương lai. Cùng với đó là việc LTG có những mối quan hệ tương đối là mật thiết đối với chủ tịch của MWG Thế giới di động, có cái thương hiệu Bách Hóa Xanh để phân phối được cái sản phẩm về lương thực thực phẩm, và mối quan hệ thân thiết đối với chủ tịch của Nutifood cũng là một cái thương hiệu thực phẩm rất là lớn ở Việt Nam. Thì đây chính là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải xem xét, cần phải quan tâm xem là hiệu quả trong tương lai như thế nào. Tiếp theo, phân tích tình hình tài chính của LTG. Chúng ta phải thừa nhận với nhau một thực tế rằng là lãnh đạo doanh nghiệp nói rất nhiều, nói đến rất nhiều câu chuyện tái cấu trúc, nói rất nhiều về triển vọng tương lai tươi sáng trong đại hội cổ đông. Nhưng chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta hãy quan tâm đến hiệu quả, hãy quan tâm đến những con số, bởi vì con số thì nó không biết nói dối. Chúng ta quan tâm đến câu chuyện là chúng ta bỏ ra một đồng vốn thì doanh nghiệp mang về bao nhiêu đồng lời. Và chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là LTG có kết quả động kinh doanh rất xấu và đang đi xuống trong vài năm trở lại đây. Từ năm 2015 cho đến năm 2019, chúng ta thấy được là doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp giảm dần theo thời gian. Và cụ thể là ở quý 1 vừa rồi thì thậm chí là doanh nghiệp còn bị lỗ. Cùng với đó là một loạt những cái chỉ số tài chính khác như là biên lợi nhuận, như là ROE, ROA thì đều rất là xấu. Chúng ta đi vào chi tiết. LTG sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao. Nếu như so với những cái doanh nghiệp trong ngành thì LTG đang có cái mức độ đòn bẩy tài chính gần như là cao top đầu, và khoảng tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản là 54% thời điểm kết thúc quý 1 của 2020. Và trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả cho người bán, và chủ yếu đến từ hai mảng là mảng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và mảng gạo. LTG đối mặt với rủi ro chiếm dụng vốn rất cao, thì cái này nó đến từ cái câu chuyện khó khăn của mảng thuốc bảo vệ thực vật và khó khăn của mảng gạo trong năm vừa rồi. Khi mà những cái doanh nghiệp khó khăn như vậy, khi mà người dân khó khăn như vậy, thì rõ ràng là các doanh nghiệp cạnh tranh trong ngành phải đẩy mạnh bán chịu, đẩy mạnh cho các cái đại lý, cho người dân bán chịu những cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến cái câu chuyện là khoản phải thu của doanh nghiệp rất là cao, nó tác động tiêu cực đến hoạt động tài chính và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Tỷ trọng khoản phải thu trên doanh thu của LTG ở mức là trên 25% giai đoạn 2017-2019. Mức này là mức khá cao so với những doanh nghiệp trong ngành. LTG thường xuyên phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi và chịu rủi ro chiếm dụng vốn cao từ các đại lý phân phối. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo LTG thì trong quý 1/2020, doanh nghiệp sẽ thay đổi cái cơ cấu về đại lý và chính sách bán hàng của các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, và kỳ vọng rằng là rủi ro chiếm dụng vốn sẽ giảm xuống, các khoản phải thu sẽ giảm xuống. Và cái này cũng là lời hứa của ban lãnh đạo doanh nghiệp ở trong đại hội cổ đông. Tuy nhiên, lời nói của ban lãnh đạo doanh nghiệp nó chỉ là lời hứa thôi. Chúng ta cần phải theo dõi trong những báo cáo tài chính tiếp theo xem nó có được thể hiện trên con số hay không. Cái này chúng ta cần phải theo dõi. Hiệu suất sinh lời của LTG phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá gạo. Thì rõ ràng những con số ở đây, những cái bảng số liệu ở đây cho quý anh chị và các bạn thấy được rằng là khi mà giá gạo đi xuống thì LTG nó sẽ có cái biên lợi nhuận và có cái chỉ số ROE đi xuống rất là thấp.
Nhưng trong tình trạng hiện nay khi mà giá gạo thế giới đang tăng khoảng 14%, thì có thể chúng ta sẽ kỳ vọng vào một cái tỷ suất lợi nhuận lớn hơn, một cái ROE tốt hơn. Cùng với đó là hoạt động tái cấu trúc của doanh nghiệp, khi mà doanh nghiệp áp dụng ERP, doanh nghiệp thay đổi chính sách bán hàng, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được cái giá thành và nâng cao được cái hiệu quả hoạt động của mình, thì cái những cái chỉ số này nó sẽ gia tăng. Thì chúng ta sẽ theo dõi thêm cái hiệu quả này ở trong những báo cáo tài chính tiếp theo. Luận điểm đầu tư và rủi ro. Như vậy tổng kết lại, chúng ta sẽ thấy được là LTG chúng tôi đưa ra 4 luận điểm đầu tư, gồm có là doanh nghiệp hàng đầu, đầu ngành trong thuốc bảo vệ thực vật, chiếm thị phần lớn, ổn định. Thứ hai là mảng giống cây trồng còn dư địa tăng trưởng. Thứ ba là dẫn đầu trong thị phần ngành gạo thương hiệu và động lực từ tái cấu trúc các cái sản phẩm gạo. Thứ tư đó là tái cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu lại nhân sự và hoạt động quản trị doanh nghiệp. Rủi ro đầu tư thì rủi ro đầu tiên đó là thời tiết và thiên tai. Rủi ro thứ hai đó là rủi ro cạnh tranh trong một ngành tăng trưởng chậm. Rủi ro thứ ba đó là mất cân đối tài chính đến từ tỷ lệ đòn bẩy cao, vay nợ nhiều và bị chiếm dụng vốn từ các khoản phải thu. Và cuối cùng là câu chuyện định giá cổ phiếu. Theo chuyên viên phân tích ngành lương thực thực phẩm của chúng tôi, định giá theo cái phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE và FCFF của các chuyên gia phân tích, thì định giá cổ phiếu LTG là ở mức là 21.500 đồng. Tức là nó còn dư địa, còn cái biên an toàn cho chúng ta khoảng độ 20% so với mức giá đóng cửa ngày 21 tháng 5. Và chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu này cho mục tiêu chung và dài hạn. Thì đây là cái định giá của chuyên viên phân tích của chúng tôi. Còn ở quan điểm của cá nhân tôi thì cổ phiếu này có nên đầu tư hay không? Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng LTG nằm trong ngành nông nghiệp là một ngành có tốc độ tăng trưởng chậm. Một ngành có tốc độ tăng trưởng từ 1,mấy đến 2% một năm là một ngành có sự tăng trưởng rất rất chậm, là một ngành không hấp dẫn. Thứ hai, đây là một ngành có yếu tố rủi ro chúng ta không thể kiểm tỏa được, rủi ro từ thời tiết, rủi ro từ dịch bệnh. Thứ ba là doanh nghiệp của chúng ta đang có kết quả làm ăn đi xuống trong rất nhiều năm trở lại đây. 5 năm trở lại đây doanh nghiệp có chỉ số tài chính rất xấu, có tỷ lệ nợ vay rất cao, thì đây là một cái sức khỏe tài chính không tốt và là một rủi ro rất là lớn đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu như anh chị nào, bạn nào mà xem xét đầu tư vào cổ phiếu này thì chúng ta sẽ nhìn vào gì? Chúng ta sẽ nhìn vào câu chuyện thay đổi của doanh nghiệp, thay đổi về hoạt động quản trị, về tái cấu trúc sản phẩm, tái cấu trúc hoạt động, tái cấu trúc về chính sách hoạt động của doanh nghiệp. Và chúng tôi đánh giá đây là một cổ phiếu thuộc dạng nhóm cổ phiếu đột biến. Nếu như những cái sự đột biến của doanh nghiệp nó giúp cho doanh nghiệp đi lên, phát triển mạnh mẽ hơn, thì nhà đầu tư sẽ có được một khoản sinh lợi rất là lớn. Còn nếu như câu chuyện ngược trở lại, doanh nghiệp không hiệu quả, doanh nghiệp tiếp tục đao xuống, thì nhà đầu tư của chúng ta sẽ gặp những cái khoản rủi ro rất là cao, có thể là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến danh mục đầu tư của chúng ta. Và đối với cổ phiếu đột biến thì luôn luôn như vậy, luôn luôn tồn tại cơ hội lớn và rủi ro cũng lớn. Nên quý anh chị bạn nào mà đầu tư vào cổ phiếu này thì hãy cân nhắc đến cái độ chấp nhận rủi ro của mình, và hãy cân nhắc đến độ hiểu của mình vào cổ phiếu để chúng ta quyết định là chúng ta có nên mua hay là nên bán cổ phiếu LTG. Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý anh chị và các bạn liên quan đến cổ phiếu LTG. Một phân tích tuy dài nhưng chúng tôi nghĩ rằng là với hơn 30 phút mà quý anh chị và các bạn bỏ ra để xem video này, thì quý anh chị và các bạn có được những cái số liệu, đã có được những cái thông tin đầy đủ để chúng ta cân nhắc chúng ta có nên mua hay là nên bán cổ phiếu này hay không. Và chúng tôi tin rằng là những thông tin này thực sự là hữu ích. Nếu như quý anh chị và các bạn thấy những thông tin mà chúng tôi chia sẻ là hữu ích, là có ích cho quý anh chị và các bạn, thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT, nơi có phí giao dịch từ 0,1 đến 0,15%, thấp nhất trong 10 công ty chứng khoán hàng đầu, để nhận được những cái báo cáo phân tích rất là chuyên sâu của chứng khoán FPT, để nhận được những khuyến nghị kịp thời của đầu tư ENK, thì quý anh chị và các bạn vui lòng đăng ký theo link chúng tôi để ở dưới phần mô tả của video. Cũng như là để tham gia các khóa học của chúng tôi để liên kết làm việc hợp tác, thì hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline và email chúng tôi đang để ở trên màn hình. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video sau. Đừng quên là nếu như quý anh chị và các bạn quan tâm đến cổ phiếu nào thì hãy để lại tên của cổ phiếu đó ở dưới phần comment. Chúng tôi sẽ phân tích cho quý anh chị và các bạn.